Việt World TV xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị được an bình trong cơn đại dịch COVID-19. Xin gửi đến quý vị một bản tin ngắn. Ronaldinho nguy cơ ngồi tù 10 năm vì nghi án rửa tiền xuyên quốc gia. Những cáo buộc mới nhất cho thấy siêu sao người Brazil Ronaldinho đang dính líu tới một phi vụ rửa tiền ở Paraguay. Có vẻ như những ngày bị giam giữ trong nhà tù sẽ còn kéo dài rất lâu với Ronaldinho. Khi mới đây nhất, nhiều thông tin từ báo giới Brazil cho rằng siêu sao này đang dính líu tới một phi vụ rửa tiền quy mô lớn ở Paraguay. Luật sư Acacio Miranda cho rằng Ronaldinho sẽ phải ngồi tù 10 năm vì tội danh này. Đây là trường hợp khá phức tạp. Nếu các nhà điều tra phát hiện ra có những dấu hiệu về tội rửa tiền, họ có thể nhận hình phạt từ 3 năm cho đến 10 năm, hoặc lâu hơn. Miranda là luật sư nổi tiếng ở Brazil. Ông cho biết vụ án của Ronaldinho là thí điểm để cơ quan chức năng Paraguay thể hiện sự quyết tâm của mình trong thời gian này. Thậm chí nếu Ronaldinho bị kết án, Paraguay khả năng cao sẽ cho huyền thoại này trở lại Brazil thụ án. Bản án có thể được thi hành tại Paraguay hoặc theo bộ luật hình sự Brazil cho phép dẫn độ tội phạm về nước để thi hành án. Với hoàn cảnh này, tôi không nghĩ cơ quan tư pháp Paraguay sẽ cho anh ấy thi hành án ở Brazil, ông Miranda chia sẻ. Mọi việc càng khó hơn với Ronaldinho khi mới đây nhất, tờ UOL còn cho rằng các luật sư của anh đang có những bất đồng quan điểm về cách tiếp cận thông tin để đưa huyền thoại này sớm tại ngoại. Sự bất đồng giữa các luật sư trong những ngày gần đây đã đánh dấu cuộc vật lộn của anh em nhà Ronaldinho, UOL đưa tin. Theo UOL, luật sư Ghislain Nunes đã làm việc rất lâu cùng Ronaldinho, trong khi Sergio Queiroz là đại diện hợp pháp của cựu cầu thủ này. Queiroz cho rằng Nunes không làm gì để bảo vệ anh em nhà Ronaldinho, dù trước đó đã từng vào tận nơi để nói chuyện với anh trai của Ronaldinho và tuyên bố là thành viên của nhóm sẽ hỗ trợ pháp lý cho họ. Cựu danh thủ Brazil và anh trai vướng vào nghi án trong đường dây rửa tiền và buôn bán trái phép chất ma túy của nữ danh nhân Dalia. Văn phòng công tố viên Paraguay cho rằng tổ chức Dalia đứng đầu có thể đã rửa khoản tiền lớn lên tới 400 triệu đô tại quốc gia này trong 5 năm qua. Hôm 21 tháng 3 năm 2020 chính là sinh nhật 40 tuổi của Ronaldinho. Đáng tiếc là cựu quả bóng vàng châu Âu năm 2005 và anh trai của mình là Roberto de Assis lại đang bị tạm giam ở nhà tù ở Grupo Sion Especializada tại thủ đô Asunción, Paraguay, do bị bắt từ ngày 4 tháng 3 vì nghi án sử dụng hộ chiếu giả, mỗi tấm tầm 6.000 đô để nhập cảnh trái phép vào nước này. Ronaldinho lần cuối chơi bóng chuyên nghiệp là từ năm 2015, nhưng phải tới đầu năm 2018 mới tuyên bố chính thức giải nghệ. Sau một sự nghiệp nhiều vinh quang, rô vẩu đã trở thành một thương hiệu đặc biệt của thế giới bóng đá. Anh có một gương mặt không lẫn vào đâu được và kiếm hàng trăm triệu đô từ tài trợ và quảng cáo. Chừng đó tài sản là đủ để Ronaldinho có thể sống phóng khoáng và người hâm mộ không còn xa lạ gì lối sống chơi bời, tiệc tùng của anh. Nhưng rắc rối vẫn đến với huyền thoại người Brazil và khiến anh lâm cảnh ngồi tù. Ronaldinho có lẽ là một trong những mỏ vàng lớn nhất của làng quảng cáo thế giới khi các tập đoàn và thương hiệu lớn muốn dấn thân vào thị trường các fan bóng đá. Cầu thủ người Brazil là một trong những vận động viên được trả thù lao tài trợ cao nhất thế giới. Năm 2006, anh thu về tới 19 triệu đô từ tài trợ, nhiều hơn cả lương của Barcelona trả. Các thương hiệu lớn đổ xô đến với Ronaldinho để anh làm gương mặt đại diện cho họ. Ronaldinho tiếp tục thu hút các thương hiệu đến với mình, ngay cả khi thế hệ những Messi, Ronaldo và Neymar giành nổi như cồn. Thời đá bóng nhưng tiền tiêu không thiếu, Ronaldinho sống gấp khi mua rất nhiều siêu xe với đủ mọi thương hiệu khác nhau, lẫn có nhà cửa ở Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italy và Mỹ. Ăn chơi trác tán, rô vẩu thậm chí còn định cưới một lúc hai vợ. Và dù điều đó bị chính quyền Brazil cấm, nhưng hai hôn thê vẫn chung sống với anh, được Ronaldinho chăm sóc như nhau cả về tài chính, quà cáp lẫn chuyện chăn gối. Nếu như chỉ gắn với các hoạt động tài trợ và quảng cáo lẫn chi tiêu một cách ổn định, thì Ronaldinho sẽ chẳng gặp vấn đề gì về tiền nong để có thể sống sung túc. Tuy nhiên, rô vẩu muốn nhảy vào các lĩnh vực đầu tư, mà đôi khi những lĩnh vực anh không hiểu gì và rắc rối đến từ đó. Ronaldinho dường như muốn nhúng tay vào bất cứ miếng bánh nào có vẻ ngon. Sau khi giải nghệ, rô vẩu bỏ tiền đầu tư vào một công ty sản xuất con quay bằng tay khá thịnh hành với giới trẻ, gọi là Fitget Spinner, chung vốn cho một công ty sản xuất game điện thoại di động, quảng cáo cho một tập đoàn môi giới chứng khoán, thậm chí là một sự nghiệp âm nhạc ngắn ngủi. Tuy nhiên, các vụ đầu tư đều thất bại và khiến cho Ronaldinho phải tháo chạy. Công ty sản xuất con quay và game di động đều phá sản.
Rover rút khỏi công ty sau khi khách hàng kiện công ty này bán đồng hồ kém chất lượng. Năm ngoái, tập đoàn môi giới chứng khoán kia cũng đã bị treo giấy phép hoạt động. Kể từ khi mất cha, năm lên 9 tuổi, Ronaldinho đã được anh trai là Roberto de Assis nuôi nấng và do đó Assis được tin tưởng làm nhà môi giới cho Rover lẫn quản lý các vụ đầu tư. Assis là một phần nguyên nhân khiến sự ra đi của Ronaldinho năm 2001 gây nên thái độ thù địch của câu lạc bộ cũ Grêmio tới ngày nay. Và khi Rover trở lại Brazil đá cho Flamengo thì câu lạc bộ này hết tiền trả lương khiến anh bị hớ nặng sau gần một năm thi đấu. Chính Assis là người đã giới thiệu Ronaldinho tới những vụ đầu tư thất bại kể trên. Và sau một vụ đầu tư khác thì có lần Ronaldo Vẩu cũng bị pháp luật đụng tới vụ xây dựng trái phép cảng đánh cá bên căn nhà của mình ở hồ Gaiba khiến anh bị bắt đóng phí môi trường. Và khi chậm thời hạn đóng phạt thì Ronaldinho đã bị chính quyền tước hộ chiếu. Tấm hộ chiếu đó thực ra đã được trả lại cho Ronaldinho hồi tháng 9 năm 2019 và điều đó khiến vụ bắt giữ tại Paraguay càng thêm phức tạp. Giữa các nước khối Mercosur có thỏa thuận cho phép công dân nhập cảnh tự do nên Ronaldinho và anh trai không cần hộ chiếu để vào Paraguay, nhưng họ cần hộ chiếu để đầu tư làm ăn theo luật của quốc gia này. Do đó, báo chí Brazil đã đồn đoán rằng Ronaldinho và anh trai lại đang dấn vào một thương vụ mờ ám nào đó ở nước ngoài, chưa kể khả năng họ làm sẵn hộ chiếu giả để phòng khi hộ chiếu thật lại bị tịch thu vì nợ nần. Ronaldinho có thực sự đang lâm cảnh đường cùng không? Liệu một cầu thủ đã kiếm rất nhiều tiền như vậy trong sự nghiệp lại có thể khốn đốn với nợ nần như vậy sao? Sự thật là Ronaldinho còn lâu mới phá sản. Dù không phải là không thể, anh chỉ việc tạo nên một post trên Instagram là sẽ kiếm về 150.000 đô, theo thống kê của BBC. Chưa kể, Rover vẫn sở hữu rất nhiều tài sản tại Brazil và các quốc gia khác, từ doanh nghiệp nhỏ cho tới bất động sản và thậm chí một dàn siêu xe. Tài sản của anh được ước tính vào khoảng 97,7 triệu đô. Đã từng có những siêu sao thể thao lâm cảnh khốn đốn như Mike Tyson, nhưng Tyson chỉ có khoảng 1/5 lượng fan theo dõi trên mạng xã hội so với Ronaldinho, và các thương hiệu không dám động đến Tyson vì hình ảnh của anh một kẻ hiếp dâm. Kể cả sau những rắc rối pháp lý mới đây thì hình ảnh của Ronaldinho vẫn khá sạch sẽ và các nhà tài trợ vẫn sẽ chưa nghĩ đến việc bỏ rơi anh. Việc Ronaldinho có tên trong những nhân vật nổi tiếng và các doanh nhân bị Panama Papers liệt kê chứng tỏ danh thủ người Brazil này cũng cất giấu tiền ở các khoản tài khoản ngân hàng nước ngoài để lách thuế. Tiền thì Ronaldinho chưa phải lo lắng, vấn đề là những án tù mà anh có nguy cơ phải đối mặt. Hiện, huyền thoại Brazil vẫn đang bị tạm giam ở Paraguay sau vụ bắt giữ vì dùng hộ chiếu giả. Đáng lo hơn là khi vụ việc chưa giải quyết xong xuôi thì mới đây rắc rối mới lại ập đến với cựu danh thủ từng giành quả bóng vàng châu Âu năm 2005. Đó là việc Bộ trưởng Bộ chống tham nhũng của Paraguay, ông Fernandez, đã ra lệnh điều tra các giao dịch liên quan đến hoạt động bị nghi là núp bóng từ thiện, mượn danh nghĩa của Ronaldinho để hoạt động phi pháp rửa tiền. VietWorld TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Kính mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube VietWorld TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị và gia đình được an toàn qua mùa dịch. Xin trân trọng, kính chào.